Rồi, tiếp theo là bonsai 537. Hai cây sâm hương 400k bao ship toàn quốc nha quý vị. Anh nào quen lại thì hôm nay cũng chuyển khoản trước hết trơn nha quý vị. Đây. Đó, tỷ lệ cây bút ha. Cây kèm nữa nè. Chai chậu lông nữa nè. Này lại trên quay xuống nha. Ừ. Cái bịch này là nó bự nha. Tôi sẽ làm gọn lại như cái bịch này nha quý vị, như cái chậu này nha. Còn cái bịch này thì tôi bỏ lại nha, tôi lấy cái chậu này gửi thôi nha quý vị. Đó. Rồi hôm nay bán bữa nữa là ngày mai bắt đầu xả hơi nha. Chứ cũng không có thời gian mà bán hàng nữa đâu nha quý vị. Này bữa nay thấy quý vị yêu cầu quá thì tôi gán lên tôi quay mấy cây thôi nha quý vị. Chứ không có thời gian quý vị ơi, để rảnh rảnh đi rồi bán nữa quý vị ơi. Đó. Rồi mua 400k một cặp này nha. Đó. À, tỷ lệ cây bút nha, cành nhánh đầy đủ hết trơn luôn à. Rồi xuống đi Vi ơi, coi còn cái gì nữa không đưa lên luôn.